Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, nhân ngày phụ nữ thì Kỳ Duyên muốn có một câu chuyện để nói với các chị em phụ nữ, coi là chúng ta tâm tình với nhau. Và cái đầu tiên mà Kỳ Duyên muốn hỏi quý vị đó là quý vị có một người bạn nào mà mỗi lần quý vị nhìn Facebook hay Instagram thì mình chỉ thấy toàn những cái bức hình, nghĩa là đẹp nhất không à? Nếu mà đi chơi mà có chồng lâu năm rồi đó thì lúc nào hai vợ chồng cũng tay nắm tay, ngồi kề ôm sát vai nhau. Hoặc là nếu không có chồng mà mới người yêu không thì toàn đi những cái chỗ như là bờ biển đẹp tuyệt vời, hai người nghĩa là nắm tay nhau đi trên cát, rồi ăn nghĩa là tôm hùm cá nướng. Rồi có những cặp mà gia đình thì nào là mình thấy nghĩa là hai vợ chồng, hai con, hai trai, hai gái. Những ngày Tết thì mẹ và con gái mặc áo dài, xinh xắn nắm tay nhau. Ba và con trai thì mặc áo vest. Trời ơi, gia đình bước ra nghĩa là như là mỗi lần mà họ đi vacation mà Kỳ Duyên coi những tấm hình đó thì Kỳ Duyên nghĩ là chắc cô này không những mang chồng, mang con, mang gia đình mà còn phải mang theo một make up artist và một thợ chụp hình nữa. Tại vì tất cả những bức hình nghĩa là nó đẹp như trong thơ vậy đó. Thì quý vị có một người bạn nào như vậy không? Chắc có, tại vì Kỳ Duyên nghĩ ai chúng ta cũng có. Và hỏi thật đó, coi nhiều những bức hình đó mình có thấy ứa gan không? Mình có thấy khó chịu không? Kỳ Duyên nghĩ đó là cái cảm giác thường tình thôi. Nhưng mà cái điều mà Kỳ Duyên muốn nói ở đây đó là cái mà mình muốn kiếm cho cái sự hạnh phúc của mình đó, thì mình đừng bao giờ so sánh với người khác. Tiếng Anh nó có một câu, nó nói là all unhappiness is caused by comparison. Có nghĩa là tất cả những cái làm cho mình không có vui, những cái sự buồn phiền mình có được gần như là đến từ cái sự so sánh. Khi mình so sánh đó thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là mình tự cảm thấy là tôi không được như vậy. Mình thương thân, mình tiếc phận mình. Mình cảm thấy tiếng Mỹ gọi là feel sorry for chính mình đó. Và hai là mình ghen tuông với cái cô bạn đó. Thì tự nhiên mình thấy mình không được bằng họ. Tự nhiên mình muốn, nếu mà mình không ghét họ thì mình lại muốn xa lánh họ vì cái mặc cảm hoặc tự tôi hoặc tự ti. Hoặc mình cảm thấy ồ tại sao đời sống tôi không được như vậy. Thì tự nhiên mình thấy buồn phiền. Thì Kỳ Duyên chỉ muốn nói với quý vị đó là mình đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Vì tất cả những trong, nhất là trong cái cuộc sống bây giờ, quá nhiều cái thì giờ của mình là coi những cái tin tức trên social media, trên mạng. Đàn ông thì Kỳ Duyên thấy nó dễ hơn để mà kiếm hạnh phúc. Đàn ông chỉ cần ví dụ như là họ làm việc giỏi, họ có thể kiếm được tiền, họ có nghĩa là Duyên thấy cái nhu cầu để cho cái người đàn ông hạnh phúc đó, Duyên không biết chắc có đúng không, Duyên nghĩ như vậy thôi nha. Nhưng mà phụ nữ chúng ta ngoài ra phải làm tất cả những cái gì mà xã hội nghĩ là chúng ta phải làm, công dung ngôn hạnh, lo nhà cửa, lo gia đình, lo việc làm, mà chúng ta còn phải làm như vậy mà còn phải đẹp nữa. Chúng ta bị xã hội nó, tại người ta phụ nữ là cái phái đẹp, nên chúng ta bị nhiều cái áp lực phải đẹp, phải tươi, phải ốm. Với tất cả những cái gì mà Kỳ Duyên nghĩ là người đàn ông phải làm, phụ nữ chúng ta cũng phải làm và còn hơn thế nữa. Nhưng mà Kỳ Duyên chỉ muốn nói cho các bạn, các phụ nữ ở ngoài đó, không có cái gì mà các bạn đang thấy ở trong tạp chí, ở trên YouTube, ở cái gì mà nó không ảo hết. Yes, ngay cả cái video này mà Kỳ Duyên đang làm với quý vị cũng có một cái filter nhẹ. Và Kỳ Duyên nói thật là tất cả những tấm hình mà quý vị thấy đăng trên quảng cáo, đăng trên poster của Kỳ Duyên hay của bất cứ nghệ sĩ nào, người Việt Nam, người Mỹ, trên thế giới đều Photoshop rất kỹ. Photoshop đến từng lỗ chân lông, từng cái curve, từng cái gì đến nhiều khi chính Kỳ Duyên nhìn những bức hình mà mình còn nói ủa, cái đó là mình đó hả? Thành ra tất cả cái mà cái xã hội bây giờ nó làm áp lực để cho mình cảm thấy là mình không đủ, mình không đẹp đủ, mình không giỏi đủ, mình không tài đủ. Ngay cả chính Kỳ Duyên đây nè, Kỳ Duyên không biết là quý vị nhìn ở ngoài, có thể quý vị nghĩ là ồ cô này cũng tự tin lắm, cũng mạnh mẽ lắm, cái gì cô cũng làm được.
Nhưng mà không phải vậy đâu quý vị. Kỳ Duyên cũng có những cái mà cũng so sánh. Ví dụ như là Kỳ Duyên thấy những người, Duyên có bà chị họ, khi con gái mà ở trong cái marching band á, gọi là đi diễn hành, mà cô con gái vừa đánh trống vừa diễn hành đó, thì mỗi tuần, cuối tuần, chị đó không đi đâu hết, sẽ đi theo con gái để cầm một cái bình nước và cầm cái bánh mì để đút cho con gái. Tại vì con gái thì nó đi diễn hành, nó phải đánh trống, nó đi rất là lâu, từ khoảng đường này tới khoảng đường nọ, thì bà mẹ sẽ march, sẽ đi bên cạnh và lâu lâu cầm nước cho con uống, xong rồi lâu lâu cầm bánh mì đút cho con ăn. Thì khi mà Duyên thấy những bà mẹ như vậy đó, thì cái Duyên nói, oh my god, Duyên là bà mẹ quá tệ hại. Tại vì thường thường là cuối tuần Duyên phải đi show, và phải nói thật là Duyên không có cái dịp để mà gần con trong những cái công việc làm của con vào những cái ngày cuối tuần. Và thường những cái lúc đó thì Duyên nhờ bà đưa đi, hay là Duyên nhờ bố mẹ ở trong trường, ví dụ bố mẹ có con trong trường học cùng lớp hay gì đó, thì Duyên đành phải nhờ đưa đi. Tất nhiên là những cái lúc mà con Duyên thật cần Duyên, ví dụ như là em biểu diễn violon ở trường hay gì, những cái ngày lớn, thì Duyên cũng ráng Duyên bay về. Nhưng mà cũng phải ghi vào lịch trước như làm show vậy đó, Duyên phải bỏ cái show đó để Duyên bay về. Nhưng mà bao giờ Duyên cũng cảm thấy là Duyên không đủ. Có những người mẹ quá tốt và Duyên không cho con Duyên đủ, Duyên không làm tròn bổn phận. Yes, cho tới một hôm mới gần đây thì Duyên lại gặp một người bạn, thì bỗng một hôm cô đó lại nói: chị Duyên ơi, trời ơi, chị quá thương con chị nha, em chưa gặp bà mẹ nào mà em thấy mà thương con như chị. Thì khi Duyên nghe cô đó nói thì Duyên nói: ủa, really? Duyên là chị lại tưởng chị là thuộc loại một trong những bà mẹ hạng bét đó chứ. Nhưng mà chị cứ tưởng là con chị mà nó lớn tới giờ này, nó khôn ngoan, nó học hành tốt, nó không có, nghĩa là chưa bị cái gì sai lầm, chị vẫn cho là chị may mắn, hoặc là chị cho là con chị nó tự giỏi. Và chị còn nghĩ ngược lại là ồ, nó có một bà mẹ như chị mà tại sao nó giỏi như vậy. Đó là tất cả những cái gì Kỳ Duyên nghĩ về cái vai trò làm mẹ của Duyên, chỉ vì Duyên đi so sánh với những bà mẹ khác. Trong khi cái người bạn của Duyên thì họ lại nhìn thấy những cái gì Duyên làm. Bởi vậy Duyên mới thấy là wow, chúng ta không có ai hoàn hảo cả. Thì cái thứ nhất, muốn tìm đến hạnh phúc, Kỳ Duyên xin khuyên với các bạn là đừng bao giờ so sánh. Nếu chúng ta so sánh thì bao giờ cũng sẽ có những người hay hơn, giỏi hơn, tốt hơn, đẹp hơn, để làm cho mình cảm thấy bất mãn với cuộc sống. Và khi mình cảm thấy bất mãn với cuộc sống đó, thì tất nó như là một cái bức tường đó, nó sẽ sụp đổ lần lần. Mình bắt đầu thấy mình không tốt, không đủ, không giỏi. Cuộc sống mình nó chỉ như vậy, và tại sao mình bị như vậy, tại sao người khác có cái khác mà mình không có được như vậy, thì tất cả cái đó nó sẽ lần lần nó sụp đổ, và từ cái này nó lại đưa tới cái khác. Mỗi người trong chúng ta ở trên đời này đều có một cái sứ mạng riêng, một cái sứ mạng linh thiêng mà Kỳ Duyên nghĩ rằng là Đức Chúa hay là Đức Phật, hay là nếu mà mình không tin vào Chúa thì tin vào một cái năng lượng của tạo hóa. Mỗi người cho chúng ta đều có một cái ý nghĩa tại sao chúng ta sống ở trên đời này, và mình đừng có so sánh mình với người khác, vì mỗi người đều có một cái sứ mạng riêng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là ai cho trong chúng ta, đàn ông hay đàn bà, đều muốn có cái sự thay đổi tốt hơn cho cuộc sống mình. Ai cũng biết là mình nên tập thể thao, ai cũng biết là mình nên chịu khó học hỏi hơn, chịu khó làm những cái gì mà mình cần làm để cho cái cuộc sống mình nó tiến bộ hơn về cái mức mà mình muốn. Nhưng mà chúng ta lại ít làm. Vì sao? Vì mình thấy làm nó mệt quá, chắc cái nơi mình muốn đến nó xa quá, thôi tôi không làm được thì thôi làm là cái gì. Ví dụ bây giờ mình là cái người mà bị mập đi, mà mập quá đi. Ví dụ mình nghĩ là bây giờ mình lỡ bao nhiêu năm mình ăn uống mình mập, bây giờ mình mập hơn cái mình muốn tới ví dụ 20 pound,
10kg, 20kg. Mình thấy là thôi bây giờ có tập thể thao, có diet mà nó quá xa. Bây giờ bảo mà tôi xuống một lúc mà 20kg, làm sao mà tôi xuống được. Thành ra thôi, làm không được là thôi, đừng làm. Thành ra trong cái đầu óc mình đó, nó sẽ đưa tới cái sự trầm cảm. Nó đưa tới cái sự mà thôi tôi mập mà tôi biết tôi không nên như vậy, nhưng tôi không làm được nữa. Ôi giời, bây giờ tôi mệt mà tôi chán quá. Thôi, đi ăn thêm bát chè đi. Đi ăn thêm bát chè đi. An ủi bằng cách ăn thêm bát chè đi. Thì đó, ví dụ cái đó là Kỳ Duyên nói về cái ăn uống. Có thể nói về một cái khác. Tôi đang làm một cái việc làm mà tôi chán quá. Tôi chỉ làm vừa đủ để sống. Mỗi ngày tôi đi làm tôi chán mà cái tiền làm trả được bao nhiêu. Cái công việc làm tôi không thích. Tôi vào tới nơi tôi gặp một ông boss thì quá khó khăn. Hoặc là tôi gặp những cái người làm chung văn phòng của tôi, họ đâm sau lưng, họ thọc, họ mách, họ nói, họ dối. Tôi làm ở trong một cái môi trường tôi chán quá. Nhưng mà bây giờ tôi làm gì bây giờ? Tôi chỉ có đủ thì giờ để như vậy rồi. Bây giờ tôi lỡ rồi, tôi lớn tuổi rồi, tôi phải nuôi con tôi. Tôi không còn cái nghề ngỗng gì khác. Thì thôi chịu như vậy thôi, bây giờ nó quá trễ. Tôi đã lỡ mua nhà rồi, tôi phải trả tiền nhà, tiền xe, tôi chỉ có vừa đủ thôi. Thì tôi làm gì bây giờ? Đó là tất cả những cái ví dụ mà Kỳ Duyên biết là nhiều khi người phụ nữ mình cảm thấy là mình bị ở trong cái khuôn đó rồi, hoặc là mình bị ở trong cái bẫy đó rồi và mình không thoát ra. Thì đây là một cái mà Kỳ Duyên học hỏi được, mà Kỳ Duyên thấy có lý. Có nghĩa là mình đừng nghĩ xa vời quá. Mình chỉ nghĩ tới cái bước nhỏ nhỏ nhất mà mình cần làm, và mình làm chọn trong cái bước đó thôi, rồi mình hãng tính tới cái bước sau. Ví dụ bây giờ tôi thấy là tôi ăn tôi mập quá, tôi muốn xuống bớt. Thì bây giờ nếu mà nói tôi hoàn toàn tôi diet, tôi tập thể thao hết đó, thì nó quá xa. Thôi bây giờ tôi nhìn lại một ngày hôm nay, trong ngày hôm nay thường thường tôi ăn cái gì mà tôi biết là tôi bậy đó. Ví dụ như là tôi ăn đồ fast food nè, ăn McDonald's nè, tôi uống soda. Tôi biết là uống nước ngọt là rất mập, nhưng mà tôi thích uống soda, tôi thích uống bia. Tôi biết những cái đó là những cái rất là mập, nhưng mà tôi vẫn thích làm. Thì bây giờ, ngày hôm nay, tôi chỉ dáng tôi bỏ một thứ thôi. Ví dụ như là hôm nay tôi đi ăn, tôi kêu tất cả những cái đồ ăn, tôi vẫn ăn, nhưng mà thôi tôi không kêu cốc. Thay vì tôi uống lon cốc thì tôi uống nước lọc. Đấy, có nước lọc đây. Đó là cái Kỳ Duyên mới làm trưa hôm nay, là sau khi đi tập thể thao rồi đi ra ăn một tô mì. Thì thường thường ăn mì đó, nhất là đồ ăn tàu á, Duyên rất là thèm cốc, nhưng mà nói thôi ok, thôi hôm nay tôi tập thể thao mệt quá rồi, tôi ăn một tô mì, tôi uống với nước. Đó, mình chỉ cần nghĩ một cái bước ngắn như vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình đang làm ở trong sở và cái công việc làm nó chán quá, thì mình không cần thay đổi việc làm liền. Nhưng mà bây giờ tôi thử tôi kiếm để tôi học một cái gì mới đi. Tôi lên online, tôi cần biết là tôi có cần lấy cái bằng đó, hay là tôi cũng không cần biết là tôi có kiếm được cái việc làm đó không. Nhưng mà thôi, tôi thử tôi ghi một cái lớp nào học online. Tôi học chơi thôi, những cái có rất nhiều những cái lớp free, tôi không biết tôi có thích hay không, nhưng mà tôi học thử coi. Thì mỗi một cái nho nhỏ mà mình làm được đó, thưa quý vị, những người nghiên cứu và những người học về tâm lý đó, họ nói là mình làm được một tí thôi, mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, và cái đó sẽ là cái động lực để đưa mình đến cái bước nhỏ nhỏ kế tiếp. Một cái ví dụ nữa Kỳ Duyên nói là đây, là hồi đó Kỳ Duyên còn đi học á, thì phải nói là cũng khá lười học, hiểu không? Có những lúc mà học thi mà cứ mình càng sợ, mình càng lười học, mình biết là mình phải học đó, nhưng mà
thôi lười học quá thì mình đã, nhưng mà chết cha rồi, còn một tuần nữa mà thi, mà mình càng lo thi mình lại càng tránh, thôi để cuốn sách đó không, mình càng tránh em đi dọn nhà, đi clean nhà, đi rửa bát, đi làm tất cả những cái gì khác mà cứ ngồi nhìn cái chồng sách đó là không có muốn mở ra. Nhưng khi mà Duyên nói thôi bây giờ mình ngồi xuống thì mình mở ra, mình học nửa tiếng thôi, học sau khi học nửa tiếng rồi thì mình vẫn đi, mình chơi game, mình làm cái gì khác, ngồi xuống bắt đầu học được nửa tiếng thì mình thấy thật ra cái bài này nó cũng đâu có khó đâu. Nếu mà mình cứ học ta như vậy mình vẫn hiểu được nhiều. Nhưng mà sau khi cái nửa tiếng đó rồi mình thấy wow, trong nửa tiếng mà mình đọc được tới 2 chapter mà sao còn 40 chapter, thì nếu mà mình chia ra mỗi ngày một tuần, mỗi ngày đó mình học được, ví dụ mình đọc được 10 chapter trong một ngày thì một tuần mình đã đọc được 40 chapter rồi. Thì khi mình bắt đầu làm đó thì mình sẽ thấy nó không có khó như vậy. Còn khi mình chỉ ngồi không mà mình tránh né bất cứ cái việc gì mình làm, mình tránh né, nó gọi là như cái con đà điểu đó, mà mình cứ chôn đầu mình xuống cát để mình khỏi đương đầu với sự thật, mình khỏi phải làm những cái gì mà mình cần phải làm á, thì cái đó nó tạo cái stress cho mình và nó đưa đến cái sự trầm cảm, và nó một hồi thì mình cảm thấy là mình là nạn nhân của cuộc sống, nạn nhân của gia đình, nạn nhân của xã hội. Và như vậy thì càng ngày mình cứ rụt xuống, thay vì mình đứng dậy, không, tôi không thích cái này, tôi sẽ sửa nó, tôi sẽ làm cho nó tốt hơn với tôi, mặc dù có thể là tôi không làm được hết, tôi làm được một bước nhỏ. Thì trở lại, ví dụ đây là một cái bác Duyên biết, bác 70 mấy tuổi rồi, mới nói chuyện với bác rất là dễ thương. Bác vẫn nấu cho chồng của bác ăn hàng ngày, vẫn dọn ra rồi vẫn dọn vô. Thì hôm bữa Kỳ Duyên gọi hỏi thăm bác, nói sao bác khỏe không, bác trai khỏe không, bác còn nấu cơ. Trời ơi, con biết không, bây giờ bác nấu cho ổng đó, nhưng mà độ này ổng tốt lắm rồi con. Hỏi sao vậy bác? Tại hai đứa con gái của bác, mấy đứa con của bác nó cứ nói chứ, má chiều ba quá rồi, bây giờ má già rồi, bây giờ má nấu cơm rồi má để đó, rồi má nói ba phải tự múc cơm lấy, rồi ăn xong đó thì ba phải mang ra rửa cái bát của ba. Thì bác gái kể cho Kỳ Duyên nghe mà bác vui, bác cười, bác nói bây giờ bác khỏe lắm rồi con, đó bây giờ cũng nấu rồi cứ để đó đó, rồi trưa hay tối thì ông muốn ăn thì ông tự ông múc, rồi ông ăn xong rồi ông đem cái bát ông ra ông rửa. Dạ thành ra giờ bác khỏe lắm, bác không có phải hầu chồng nhiều như hồi trước. Bác 70 mấy tuổi rồi, nhưng mà cái giọng của bác nói đó thì Kỳ Duyên thấy là bác rất là vui, bác rất là happy, vì bác đã làm được một cái thay đổi rất nhỏ trong cái cuộc sống của bác. Thì ý Duyên nói là như vậy đó, mình không phải cần làm những cái gì quá lớn, nhưng mà mình cứ làm được một cái thay đổi nhỏ và mình nghĩ cái đó nó tốt cho mình thì cái đó cũng là đủ làm cho mình happy rồi. Thật sự đó. Và mình cảm thấy là cái việc mình làm, mình thấy được cái sự thay đổi đó, mình thấy được cái kết quả đó, thì mình sẽ tự mình thấy wow, ok, tôi sẽ tiếp tục, tôi sẽ làm nó tốt đẹp hơn. Và mình không cảm thấy mình là cái nạn nhân trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời của mình. Thì đó là cái cách thứ hai. Và một cái cách cuối cùng Kỳ Duy muốn nói để mình cảm thấy hạnh phúc là mình hãy nghĩ tới những cái gì mình có thay vì những cái gì mình không có. Và cái cách hay nhất đó đối với Duyên đó là mình viết journal, hay là mình viết nhật ký, hoặc là không, cái đó khó quá, mình viết những cái vào trong phone hay gì đó. Mỗi ngày mình viết 5 điều mà mình cảm thấy tạ ơn cuộc sống đã mang đến cho mình. Nó có thể là những cái điều rất giản dị. Quý vị biết là hiện giờ cả thế giới đang hoang mang về những cái bệnh dịch, thì một cái mà mình cảm thấy mình có thể viết xuống: hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi còn sức khỏe. Hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc vì tất cả gia đình của tôi còn sức khỏe. Hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi có công việc làm và tôi có thể mang tiền về để nuôi gia đình tôi. Hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc chỉ vì
tôi bước lên xe taxi và cái chú tài xế taxi đã cười hỏi tôi một cách rất là dễ thương. Hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc. Ồ, cái này là Kỳ Duyên cảm thấy hạnh phúc thật đó nha. Tại vì Kỳ Duyên đang ở Úc và hôm nay cảm thấy quá hạnh phúc vì đi xuống shopping cái một cái nhãn hiệu mà nó chỉ có ở Úc mà nó 50% sale. Mà không những 50% sale, tiền ở Mỹ hiện giờ là được hơn tiền Úc là khoảng chừng tới 40% hơn tiền Úc. Như vậy thì 50% là Duyên được gần như là 90% off, mà ra phi trường lại được lấy lại thuế 10%. Oh wow, Duyên cảm thấy như là được đồ free. Đó là hạnh phúc của em khi em đi shopping mà được sale. Nói thì nghe rất là hời hợt phải không quý vị? Nhưng mà mỗi người chúng ta đều có thể có bất cứ cái hạnh phúc nào. Sáng nay em uống được một ly cà phê ngon. Hôm nay một ngày nắng đẹp. Hôm nay Úc ở Sydney đang nhìn ra cửa sổ nắng quá đẹp vào những ngày cuối hè. Chúng ta ai cũng có những cái để làm cho mình hạnh phúc. Thì nếu mình ghi vào năm điều đó, thì trong lúc mà mình ghi và mình suy nghĩ về cái năm điều đó đó, thì thưa quý vị, khoa học đã cho thấy chỉ cần mình suy nghĩ về những cái điều mình vui thì trong người mình tự động tất cả những cái hormone, nó gọi là hormone hạnh phúc đó, nó sẽ đưa vào người mình. Và cái đó là làm gì? Nó sẽ làm cho cái kháng thể của mình khỏe mạnh hơn. Thưa quý vị, đó là một trong những cái sẽ làm cho cái kháng thể của mình khỏe mạnh hơn. Và hiện giờ cái đó là cái chống tất cả các bệnh và các dịch hay nhất. Ăn được, ngủ được. Trước khi mình đi ngủ, thay vì mình bực dọc, mình nghĩ, mình lo âu, mình mất ngủ không được, thì mình hãy nằm, mình nghe những cái nhạc thiền, những cái nhạc ngủ, và mình nghĩ lại trong đầu mình, ồ hôm nay có những cái gì giản dị nhất làm cho mình vui, làm cho mình hạnh phúc. Mình cảm ơn cuộc sống, mình cảm ơn. Nếu mà quý vị nghĩ ra, ai cho chúng ta cũng có rất nhiều những cái điều để mình cảm ơn. Duyên có nói chuyện với cái chị kia, chị là một người thợ may, thì chị nói là tôi cảm ơn là tôi có đôi tay này, đôi tay rất là khéo léo để tôi may, để tôi làm lên những chiếc áo rất là đẹp cho thân chủ tôi mặc. Và cái đó mang cho tôi hạnh phúc, mang cho họ hạnh phúc. Và cái hạnh phúc nó sẽ lan đi, lan đi, lan đi. Thành ra chỉ cần mình viết vào những cái điều gì làm cho mình hạnh phúc thì tự nhiên mình sẽ thấy là mình có đầy đủ hết. Và như vậy, đó là những cái điều sẽ mang lại những cái sự thoải mái, giảm stress và sức khỏe cho mình. Một lần nữa, xin chúc tất cả các phụ nữ và tất cả mọi người đang coi video này, vì Kỳ Duyên nghĩ là những cái điều Kỳ Duyên nói nó không chỉ áp dụng cho phụ nữ mà áp dụng cho tất cả mọi người. Thì xin chúc tất cả quý vị một ngày thật hạnh phúc, bình an và khỏe mạnh. Và quý vị nhớ subscribe để cho Kỳ Duyên, đó là một cái động lực, nói lại để cho Kỳ Duyên tiếp tục đi. Hồi trước khi mà Kỳ Duyên tới được 100.000 thì Kỳ Duyên chỉ mong là ồ, tôi có 100.000 subscriber thôi. Kỳ Duyên không so sánh mình với những người nghệ sĩ hay là những người đã có cả triệu người, cả bao nhiêu người. Cái của Kỳ Duyên là tới 100.000. Và tới được 100.000 rồi, bây giờ em chỉ mong làm tất cả để tới được 200.000. Xin cảm ơn quý vị. Bye. We'll be right back.